Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 18. Thời gian trở lại. Cặp sông Calavesta vừa chấm dứt dưới một cơn bão quang nghênh mà Napoleon đã ra hiệu với niềm phấn khởi bất bình thường. Bàn tay sung rẩy của nàng được siết chặt trong tay Elevius, đang đỏ mặt vì kiêu hãnh. Marianne chào với một tình cảm chiến thắng mãnh liệt đến nỗi đầu nàng quay cuồng. Nhưng còn hơn cả khán phòng đang đứng dậy đang hoan nghênh họ, nàng thi lễ về phía người mặc quân phục đại tá tác chiến ở phía trên cao trong lô lớn đầy hoa, mỉm cười với nàng thật âu yếm bên cạnh một phụ nữ tuyệt đẹp tóc nâu có gương mặt nhìn nghiêng giống như một mặt dây chuyền. Công nương Pauline, em gái út của ngài, người mà ngài yêu mến nhất, thỉnh thoảng ngài cúi xuống với bà như để hỏi ý kiến. Thẳng rồi, Elevius thì thầm, bây giờ mọi chuyện đều tốt, cô giữ vững nha, can đảm lên, chỉ một mình cô. Nàng gần như không nghe anh nói, tiếng nhạc đắc thắng của những tiếng vỗ tay ngập tràn tai nàng bằng cơn giông bão tuyệt diệu của nó. Trên thế gian này còn tiếng động nào ngây ngất hơn thế chăng? Mặt nhìn chăm chú người đàn ông phía trên cao, đang nhìn nàng, đang chỉ thấy con ngài và trao tặng về ngài bằng cả trái tim thành công gian dối này mà ngài đã tiên đoán mong muốn. Ngài ngự trị cái hố tối tăm đồ sổ lúc nãy khi nàng bước lên sân khấu, xích đầm nàng ngã quỵ. Nhưng cơn chóng mặt đã qua, nàng cảm thấy rất ổn, nàng không còn sợ nữa. Elevius có lý, không điều gì có thể chạm đến nàng nữa. Sự im lặng trở lại còn sống động hơn những tiếng hoan hô lúc nãy vì chưa đầy chờ đợi. Như thể cả văn phòng nén hơi thở, siết chặt trong tay bó hoa tử thảo, Marianne bắt đầu hát điệu Khalip thành Bách Đa. Chưa bao giờ giọng nàng vỡ ra vì âm nhạc khó, lại dâng lời nàng đến thế. Nàng bay lượn trong căn phòng, quyển chuyển, nồng ấm, lăn trên những nốt nhạc thuần khiết, những hạt ngọc trai và những trang sức phương Đông. Hương thơm bỗng cháy của sa mạc và niềm vui bồng bột của những đứa trẻ chơi trong những vòi nước bì bõm. Và Marianne căng như dây cung về phía lâu lớn, chỉ hát cho một người, quên tất cả những người khác. Tuy nhiên nàng vẫn cuốn họ theo con đường ma thuật của âm nhạc. Một lần nữa lại là chiến thắng, ồn ào mãnh liệt không tả nổi. Nhà hát bỗng dưng vỡ ra vì những tiếng hoan hô cuồng nhiệt, trong khi trên sân khấu những đóa hoa tạo thành một cơn mưa bão thơm ngát. Đằng sau dàn nhạc, Marianne rạng rỡ, có thể thấy các khán giả đứng dậy và vỗ tay đến dở ra. Bis, bis, người ta hét lên từ khắp nơi. Bis, bis. Nàng bước vài bước để đến trước sân khấu, rời mắt khỏi lô của hoàng đế không ngừng nhìn nàng. Ánh mắt xanh lục của nàng điềm tĩnh nhìn ông nhạc trưởng và ra dấu cho ông rằng nàng sẽ hát lại bài nhạc. Nàng cúi mắt xuống trong khi khán phòng dần dịu lại và các nhạc công lại dạo nhạc. Âm nhạc một lần nữa trải dài dải rối băng mượt mà. Nhưng bỗng nhiên, trong một lô trước sân khấu, có một động tác thu hút sự chú ý của Marianne. Một người đàn ông bước vào và dốc dáng của anh ta chạm ngay vào ánh mắt của thiếu phụ. Trong giây lát, nàng tưởng rằng đó là Jason Beaufort mà nàng hoài công tìm kiếm giữa những gương mặt căng thẳng này. Đó không phải là anh, nhưng là một người khác mà vừa thấy thì huyết quản Marianne đông cứng lại. Rất cao, vai rộng trong trang phục bằng nhung xanh dương, với chiếc cà vạt cao bằng muslin sạch bon, anh ta đưa một gương mặt ngạo đời, có tóc dày vàng ống, uống theo kiểu mới nhất. Người đàn ông này đẹp trai, dù có một vết sẹo dài, mảnh dẻ trên gò má từ môi đến tai. Và Marianne nhìn anh ta bán tin bán nghi rồi kinh hoàng như người ta nhìn thấy ma. Nàng muốn hét lên, muốn chế ngự nỗi khiếp sợ đang xâm chiếm. Không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng nàng, như nàng có một cơn ác mộng hay nàng sắp phát điên. Không thể nào, điều khủng khiếp này không thể nào đến được. Chỉ thoáng chốc nàng thấy sụp đổ dưới chân cả vũ trụ tuyệt vời và mong manh mà nàng đã xây dựng bằng giá bao khổ đau. Môi nàng hé ra để tìm không khí, nhưng cảm giác một cơn ác mộng đang cuồng điên. Trong khi trong phòng lô của hoàng đế và những đóa hồng màu đỏ tía, những bức rèm lớn theo vàng, dàn đèn sân khấu và gương mặt lo lắng của ông nhạc trưởng trộn lẫn thành một chiếc kính giãn qua địa ngục. Bằng tất cả sức lực, nhưng với một cử chỉ vô nghĩa lý,
Maria xua đuổi cái bóng ma vừa ra khỏi bóng đêm, nhưng không thể được. Hắn không muốn tan biến, hắn nhìn nàng, hắn mỉm cười. Lúc đó, với một tiếng rên tuyệt vọng, Maria gục xuống sàn sân khấu phủ đầy hoa, trong khi chế ngự tiếng ồn dậy lên quanh mình. Francis Cormier, người chồng đê tiện, người mà nàng tưởng đã giết, cúi xuống trên sân khấu, nơi có tấm thân màu trắng đang nằm trên ánh sáng, làm những ngôi sao lấp lánh. Hắn không ngừng mỉm cười. Khi mở mắt ra vài phút sau, Maria thấy trên nền hoa một dòng những gương mặt lo âu cúi xuống bên nàng và hiểu nàng đang ở trong lô của mình. Cô Acadius và cô Adelaide Agat đang thấm ướt thái dương nàng với vật gì mắt sưởi, và cô Visa cầm tay nàng. Cũng có Elevius và Fortuné Hamelin rồi ngự trị lên tất cả là bóng dáng vàng chóe của đại thống chế Dior, chắc là đã đến nhân danh hoàng đế. Thế nàng mở mắt ra, Fortuné nắm lấy bàn tay còn trống của bạn. Có chuyện gì xảy ra vậy em? Bà hỏi và cuống cuồng lần đầu tiên xưng hô thân mật với nàng. Francis, Maria thì sao? Hắn ở đó, em đã thấy hắn. Em muốn nói chồng em, nhưng không thể nào, hắn đã chết. Maria lắc đầu yếu ớt. Em đã thấy hắn, cao lớn, tóc vàng, trang phục xanh, trong lô của hoàng thân Cambaceres. Ánh mắt nàng giang sinh dừng lại ở Dior. Ông đại thống chế hiểu, biến mất ngay. Maria nhổm dậy, lại nằm giật xuống như chiếc gối, được cô Visa nhẹ nhàng đẩy tới. Cô phải bình tĩnh lại, thưa tiểu thư. Hoàng thượng rất lo lắng vì cô. Tôi phải trấn an ngài ngay. Hoàng đế rất tốt. Thiếu phụ nói tôi hổ thẹn vì sự yếu đuối này. Không có sự hổ thẹn nào cả. Cô cảm thấy thế nào? Cô nghĩ rằng nên tiếp tục buổi hòa nhạc hay tốt hơn là nên xin lỗi công chúng? Liều thuốc bổ mà bác sĩ vừa cho nàng uống dần có tác động lên Maria. Cảm thấy hơi ấm đang trở về cơ thể nàng và có chút sức lực. Nàng chỉ thấy hơi mỏi người và hơi đau đầu. Tôi có thể tiếp tục. Nàng bắt đầu chỉ đôi chút do dự. Nàng nghĩ nếu thật sự khá mạnh mẽ để quay lại sân khấu, nhưng đồng thời nàng sợ thấy trong khán phòng gương mặt đã làm cho nàng khiếp đảm. Thoáng thấy hắn, nàng đã hiểu như một tia chớp tại sao Jason Bupo đã làm tất cả để kéo nàng đi với anh. Và mối nguy hiểm, bí mật mà anh không bao giờ muốn nói rõ đó là gì. Chắc anh biết là Grammy còn sống, nhưng anh muốn tránh nói với nàng điều đó. Trong thoáng chốc có lẽ khi Dior tìm thấy hắn, Francis sẽ bước qua ngưỡng cửa này, tiến đến gần nàng. Hắn đã đến rồi. Người ta nghe tiếng bước chân trong hành lang, bước chân của hai người. Tuyệt vọng, Maria níu tay Fortuné, đừng rời xa em bằng bất cứ giá nào. Người ta gõ cửa, cánh cửa mở ra. Dior xuất hiện, nhưng người theo sau không phải là Francis, là Fouché, ông bộ trưởng cảnh sát, mặt mày u ám và lo lắng. Bằng một cử chỉ, ông làm những người dây quanh Maria tránh ra. Ngoại trừ Fortuné vẫn nắm chặt tay cô bạn. Tôi e rằng, thưa tiểu thư, ông nói rõ từng tiếng rằng cô là nạn nhân của một ảo giác theo yêu cầu của ông đại thống chế. Chính tôi đến lô của hoàng thân tể tướng, không có ai giống như dấu hiệu mà cô đã cho tôi. Nhưng sau cùng tôi đã thấy hắn, tôi thề với ông rằng tôi không điên. Hắn mặc đồ như xanh lam, chỉ cần nhắm mắt lại là lại thấy hắn. Không thể nào những người ngồi trong lô lại không thấy gì cả. Fouché nhướng mày và có một cử chỉ bất lực. Nữ quận công de Bassano cũng ở trong lô của hoàng thân de Cambaceres, cho rằng bộ đồ xanh mà bà thấy sau màn giải lao là của tử tước Dobecourt, một thanh niên xứ Blanc vừa tới Paris ít lâu. Phải tìm tử tước đó, Francis Amé sẽ không có đầu óc vì hắn là người Anh mà lại tới Paris trong tên thật của mình. Tôi muốn gặp người đó. Tiếc thay, không thể tìm được anh ta. Người của tôi đã lục soát khắp nhà hát để tìm anh ta cho đến nay. Ba tiếng gõ vào cửa đã cắt ngang lời ông bộ trưởng. Ông đến mở cửa và người ta thấy một ông mặc đồ dạ hội chào ngắn gọn. Thưa ngài bộ trưởng, ông nói, không ai trong nhà hát có thể nói với chúng tôi tử tước Dobecourt ở đâu. Dường như ông ta đã bay biến trong đám lộn xộn do chữ khó ở của cô đây gây ra. Im lặng tiếp theo sau rất sâu lắng, đến nỗi người ta không nghe được tiếng thở nào. Maria lại tái mặt. Không tìm được, bay biến, sao cô nàng nói, nhưng không thể nào, đó không phải là một bóng ma. Tôi không thể nói gì với cô hơn nữa. Rousse khăn ngang, khô khan, ngoài nữ muộn công nghĩ rằng đã thấy hắn ta. Không ai, cô nghe tôi đi, không ai thấy nhân vật đó. Cô có muốn tôi báo cáo với hoàng đế không? Hoàng thượng đang đợi. Hoàng thượng đã đợi nhiều rồi. Vui lòng nói với ngài rằng tôi theo lệnh của ngài. Khó nhọc nhưng quả quyết, Maria đứng dậy và bỏ chiếc khăn tròn bằng len mà người ta đã quấn cho nàng.
Nàng ngồi vào bàn trang điểm để Agat sửa soạn lại đầu tóc cho nàng. Nàng cố gắng không nghĩ tới cái bóng ma vừa xuất hiện từ quá khứ và hiện ra một cách bất ngờ trên nền nhung đỏ trước sân khấu. Napoleon đang đợi. Không có thứ gì không ai ngăn nàng đến với ngài khi ngài đang đợi. Tình yêu của nàng là tài sản quý giá nhất trên thế gian. Từng người một các bạn của nàng rời khỏi lô. Duroc và Fouché đầu tiên, rồi các ca sĩ, rồi Arcadius. Không phải không do dự, chỉ còn lại Adelaide Dacena và Fortuné Hamelin ở lại đến khi Maria sẵn sàng. Vài phút sau, một cơn bão vỗ tay lay động nhà hát xưa cho đến tận nền móc. Marianne đã trở lại sân khấu.